Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Try Jason Hôm nay Jason sẽ nói về cổ phiếu NVDA NVDA như các bạn cũng biết cách đây cũng khoảng hơn một tháng sau khi NVDA split là chia cổ phiếu ra từ cái giá trên 1.000 đồng xuống còn 120 đồng là sau khi đã split và sau đó đã lên đến cái giá hơn 130 đồng và hiện tại khi Jason đang nói chuyện với các bạn thì cái giá hiện tại là khoảng tầm đâu 118 119 đồng vì sáng hôm nay hầu như tất cả những cổ phiếu liên quan đến những con chip làm về semiconductor đều đi xuống cả và với giá hiện tại 117 118 đồng thì NVDA không phải là rẻ. Nếu các bạn dùng TA là technical analysis là phân tích kỹ thuật thì các bạn có thể chờ nó về cái giá khoảng tầm đâu tám uh, 80 triệu đồng các bạn mua là đó là cái giá sẽ rất là tốt. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ về cái giá 80 đồng. Nhưng mà các bạn cũng biết điều gì cũng có thể xảy ra trong thị trường chứng khoán. Nếu như các bạn nào kiên nhẫn chờ đợi khi nó về cái giá khoảng tầm đâu 80 đồng, đó là cái giá thích hợp các bạn có thể mua để có thể giữ long term nếu như các bạn nào có ý định đầu tư long term. Nvidia là một công ty tốt. Hiện tại Nvidia đang dẫn đầu trên thị trường về mặt tài sản giá trị của công ty cũng như là đứng đầu trong lĩnh vực làm về AI là Artificial Intelligence là trí tuệ nhân tạo. Những con chip cũng như là những sản phẩm đến từ công ty Nvidia đang được ưa chuộng và cái nhu cầu rất là lớn từ những công ty khác. Thành ra về lâu dài Nvidia sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Hoặc là trong khi chờ các bạn có thể làm những hình thức khác như là làm hình thức sell put để khi nó về cái giá đó các bạn vừa được mua ở cái giá rẻ và được có số tiền premium bên cạnh đó. Ok, nếu như các bạn có gì thắc mắc các bạn có thể comment trong video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn.